chấn động, thầy Tử Vi tiết lộ sự thật: tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, tổ tiên báo mộng, nổ lộc làm ăn trúng lớn, trúng số bất ngờ, tài khoản nhân lên gấp bội, đúng trong 6 tháng cuối năm 2024 âm lịch. Quang Hỷ chào mừng quý khán giả đang theo dõi và đồng hành cùng kênh Minh Đường Tử Vi. Mến chúc quý khán giả luôn đong đầy hạnh phúc, gói cho trọn lộc tài, giữ cho mãi an khang, thắt cho chặt phú quý. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 thân mến, chúng tôi biết mình không phải là thần thánh, không thể ban cho anh chị sự giàu sang phú quý, nhưng chúng tôi có thể giúp anh chị dự đoán những sự kiện sẽ xảy ra trong 6 tháng cuối năm 2024 để anh chị có thể cải vận thay mệnh, xóa đi phiền muộn và giành lấy thành công từ chính đôi bàn tay mình. Nếu anh chị vẫn còn hiện diện ở đây, hãy đăng ký kênh để cho chúng tôi biết nhé. Quý anh chị tuổi Mậu Ngọ thân mến, đã một thời gian dài Mậu Ngọ không gặp được nhiều may mắn và thuận lợi, nhưng từ 6 tháng cuối năm 2024 này, một luồng gió mới đầy hứa hẹn sẽ đến với Mậu Ngọ, mang lại sự hanh thông và cơ hội đáng quý. Đây là thời điểm vàng để anh chị tận dụng, chắc chiêu từng giọt may mắn, xây dựng lại những thành tựu đã bị lãng quên. Hãy lấy điều đó để tự chữa lành, khơi dậy niềm tin vào bản thân và tiếp tục bước đi trên con đường tìm kiếm thành công mà quý anh chị đã kiên trì theo đuổi bấy lâu nay. Hãy nhớ kỹ lý do vì sao Mậu Ngọ bắt đầu và tại sao Mậu Ngọ đang ở vị trí hiện tại. Những người mà Mậu Ngọ yêu ghét, thù hận, tất cả đều là nguồn cảm xúc, là nỗi đau, nước mắt hay niềm vui, nụ cười. Hãy coi tất cả những điều đó như nhiên liệu thắp sáng ngọn lửa nhiệt huyết trong Mậu Ngọ mỗi ngày. Đừng bao giờ để mất đi niềm tin vào chính mình và sau đó kiên trì, kỷ luật mà bước tiếp trên con đường của mình. Dù cuộc đời có khó khăn đến đâu, sự kiên nhẫn và quyết tâm của Mậu Ngọ sẽ giúp vượt qua tất cả. Chúng tôi mong rằng quý anh chị sẽ có những tháng cuối năm đầy những điều mới mẻ, may mắn thuận lợi và hanh thông. Hãy tận dụng tất cả khả năng của bản thân và những cơ hội mà cuộc đời mang lại. Cuộc đời mỗi người đều được an bài bởi số phận. Tuy nhiên, ai trong chúng ta cũng mong muốn biết trước tương lai, vận hạn trong tháng tới, năm tới sẽ ra sao, hay sự thay đổi trong cuộc sống gia đình, sự nghiệp, tài vận và tình cảm là mong muốn chính đáng của mỗi chúng ta. Sự chuẩn bị và hiểu biết trước sẽ giúp chúng ta đón nhận mọi thử thách và cơ hội một cách tốt nhất. Hãy nhìn về phía trước với tâm thế sẵn sàng và tràn đầy hy vọng. Mậu Ngọ không chỉ là người quan sát cuộc đời mình, mà còn là người kiến tạo nó những tháng ngày tới. Đây sẽ là thời gian để Mậu Ngọ chứng minh sự kiên trì và lòng nhiệt huyết của mình. Số phận có thể đã an bài, nhưng sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng nghỉ của Mậu Ngọ mới chính là chìa khóa mở ra cánh cửa của thành công và hạnh phúc. Xét tổng quan vận trình tử vi 6 tháng cuối năm 2024 của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. 6 tháng cuối năm 2024 mang đến nhiều thay đổi đáng kể cho người tuổi Mậu Ngọ. Nếu Mậu Ngọ làm việc chăm chỉ sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng, dù có những kẻ ghen tị luôn rình rập, nhưng đừng quá lo lắng về điều đó. Công việc của Mậu Ngọ trong 6 tháng cuối năm sẽ có sự tiến bộ so với năm trước. Chỉ cần giữ cho đầu óc tỉnh táo, Mậu Ngọ sẽ giải quyết mọi vấn đề dễ dàng, thậm chí có thể đưa ra nhiều ý tưởng có ích cho tập thể. Từ đó, Mậu Ngọ sẽ được cấp trên đề bạt, thăng tiến và tăng lương khi thi cử. Nếu tự tin và biết khai thác tối đa ưu điểm của mình, Mậu Ngọ sẽ có thành quả đáng mong chờ. Tuy nhiên, nếu lơ là làm việc, kẻ ghen tị có thể tận dụng để gây rắc rối cho Mậu Ngọ. Tài chính của Mậu Ngọ không có biến động lớn về thu chi, thu nhập, chủ yếu đến từ công việc hiện tại hoặc kinh doanh cá nhân với lượng khách hàng ổn định. Mặc dù cạnh tranh vẫn diễn ra, nhưng với sự kiên trì, Mậu Ngọ sẽ dễ dàng tìm được cách để vượt qua. 6 tháng cuối năm cũng là thời điểm thích hợp để Mậu Ngọ tích lũy kiến thức và mở rộng quy mô kinh doanh. Trong 6 tháng cuối năm, Mậu Ngọ sẽ có nhiều cơ hội để gặp gỡ và kết nối với những người bạn mới. Hãy tự tin và dũng cảm để bày tỏ tình cảm của mình với người mà bạn yêu thương, bởi vì tình yêu luôn được đền đáp bằng một tình cảm chân thành. Đừng quá lo lắng về việc phải làm những điều lớn lao, chỉ cần biết trân trọng và chân thành, hạnh phúc sẽ đến với bạn. Về sức khỏe, hãy cẩn thận khi di chuyển xa hoặc làm việc vất vả để tránh những tai nạn không mong muốn. Gia đình có thể đối mặt với những rủi ro, vì vậy Mậu Ngọ nên dành thời gian để quan tâm và chăm sóc cho những người thân yêu của mình. Nếu cơ thể có dấu hiệu bất thường, hãy nhanh chóng đi khám và chữa trị để bảo vệ sức khỏe.
Sau đây sẽ là vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện chính của cuộc sống trong 6 tháng cuối năm của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp trong 6 tháng cuối năm 2024 của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Người tuổi Mậu Ngọ hứa hẹn sẽ có những bước tiến quan trọng trong sự nghiệp. Tuy nhiên, thành công của Mậu Ngọ không chỉ phụ thuộc vào may mắn, mà còn vào cách Mậu Ngọ đối mặt với thách thức và quản lý mối quan hệ xã hội. Với sự xuất hiện của các tinh thiên ấn trong 6 tháng cuối năm, Mậu Ngọ sẽ tỏa sáng với sự thông minh và tư duy sắc bén. Nếu tập trung vào công việc, Mậu Ngọ có thể đưa ra nhiều ý tưởng sáng tạo, giúp nâng cao vị thế của mình và thậm chí trở thành một người lãnh đạo, hướng dẫn đội nhóm theo hướng mới và phù hợp. Nỗ lực và sự cần cù của Mậu Ngọ sẽ được công nhận, mở ra cơ hội thăng tiến và tăng lương. Mối quan hệ xã hội của Mậu Ngọ cũng sẽ phát triển tích cực với sự giúp đỡ từ đồng nghiệp và những người có chung chí hướng. Sao Phượng Cát cho thấy, mối quan hệ xã hội của Mậu Ngọ sẽ phát triển tích cực. Bạn sẽ gặp gỡ những đồng nghiệp tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn trong những lúc khó khăn, tìm thấy những người cùng chí hướng với mình. Nhờ đó, công việc của Mậu Ngọ sẽ tiến triển suôn sẻ và những khó khăn sẽ không còn cản đường bạn. 6 tháng cuối năm sẽ mang đến nhiều cơ hội thành công cho Mậu Ngọ, nhưng đừng vì thế mà tự mãn hay coi thường người khác, vì vẫn có những yếu tố xấu đang rình rập và có thể gây nguy hiểm cho bạn bất cứ lúc nào. Hung tinh cảnh báo rằng, dù Mậu Ngọ đạt được thành công lớn lao cũng đừng bao giờ coi thường người khác. Nếu Mậu Ngọ quá tự cao có thể khiến người khác không hài lòng và dễ bị kẻ tiểu nhân chú ý, gây ra những rắc rối hoặc đánh mất những gì mà bạn đã cố gắng xây dựng. Khi gặp rắc rối, Mậu Ngọ nên cẩn thận trong cách hành xử và tránh nói những điều hoặc làm những việc không thích hợp. Người khác có thể lợi dụng điều đó để hạ bệ bạn và làm ảnh hưởng đến danh tiếng của bạn đấy nhé. Xét về phương diện tài lộc trong 6 tháng cuối năm 2024 của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Tình hình tài chính của người tuổi Mậu Ngọ sẽ có những biến động trong 6 tháng cuối năm. Vì vậy, Mậu Ngọ cần phải tập trung vào nhiệm vụ của mình. Chỉ cần lơ là một chút cũng có thể khiến tiền bạc trôi qua tay. Đối với những người làm công ăn lương, nếu Mậu Ngọ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và khẳng định được năng lực của mình, thì sẽ được lãnh đạo khen thưởng, thăng tiến hoặc tăng lương. Công sức và nỗ lực của bạn sẽ luôn được đền đáp xứng đáng. Ngoài ra, những người có thành tích tốt trong kỳ thi tuyển cũng sẽ được chọn vào các công ty phù hợp với năng lực của mình. Hãy tự tin trong việc đàm phán và thỏa thuận mức lương mong muốn. Tuy nhiên, khi bắt đầu làm việc bạn cần tập trung cao độ, kể cả trong những công việc quen thuộc để tránh sai sót xảy ra. Tình hình kinh tế chung khá ổn định, không có những biến động lớn mang lại sự an tâm, nhưng cũng không nên mơ mộng về hốt bạc nhanh chóng. May mắn là Mậu Ngọ cũng không phải đối mặt với quá nhiều rủi ro và cuộc sống vật chất khá sung túc. Với tài chính cân bằng, 6 tháng cuối năm sẽ là thời điểm lý tưởng để Mậu Ngọ khẳng định bản thân và thu hút lòng tin của khách hàng. Hãy tập trung vào việc mở rộng kinh doanh một cách chậm rãi và ổn định. Khi Mậu Ngọ đã có vị thế vững chắc trên thị trường, sẽ có nhiều khách hàng đến giao dịch với Mậu Ngọ và thu nhập cũng sẽ tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, hãy luôn cẩn trọng vì có những người xấu có thể sẵn sàng để gây cạnh tranh và đe dọa vị thế của bạn. Mậu Ngọ cần tỉnh táo để phát hiện ra những chiêu trò của họ và không ngừng nỗ lực để đạt được thành công. Hơn nữa, người tuổi Mậu Ngọ cần tránh các cuộc đấu tranh và tranh cãi với người khác, vì điều này có thể gây tiếng xấu cho bạn. Nếu có những vấn đề nhỏ, hãy để nó qua đi và tập trung vào những mục tiêu lớn hơn trong tương lai. Xét về phương diện sức khỏe trong 6 tháng cuối năm 2024 của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Người tuổi Mậu Ngọ cần đặc biệt chú ý đến tình trạng sức khỏe của mình. Nhiều dấu hiệu bất thường xảy ra có thể là tín hiệu cho thấy sức khỏe của bạn đang suy giảm hoặc tâm trạng căng thẳng. Hãy tìm cách giải tỏa và giữ gìn sức khỏe của mình ngay từ bây giờ. Trong 6 tháng cuối năm, gia đạo của Mậu Ngọ có thể gặp phải những mất mát bất ngờ. Do đó, Mậu Ngọ cần chăm sóc và quan tâm hơn đến những người thân yêu và điều trị bệnh ngay khi bạn cảm thấy không khỏe. Điều này sẽ ngăn ngừa tình trạng bệnh ngày càng trở nên nghiêm trọng và khó chữa trị. Đối với những người thường xuyên phải đi xa, hung tinh phi liêm và thiên cầu cũng có thể giáng họa bất cứ lúc nào. Điều quan trọng là phải luôn tỉnh táo khi làm việc và không gượng ép bản thân, làm việc quá sức, nếu không có thể xảy ra những tai nạn bất ngờ khiến Mậu Ngọ không xoay sở kịp.
Xét về phương diện tình duyên gia đạo trong 6 tháng cuối năm 2024 của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, 6 tháng cuối năm sẽ là một khoảng thời gian hòa thuận và yên bình trong tình cảm. Đối với tuổi Mậu Ngọ, hãy tự chủ động trong các mối quan hệ và luôn nhớ giữ gìn hạnh phúc gia đình. Điều này sẽ mang lại nhiều niềm vui cho Mậu Ngọ. Đối với những người độc thân, 6 tháng cuối năm nay sẽ mở ra nhiều cơ hội để gặp gỡ và kết nối với những người bạn mới. Mậu Ngọ không chỉ có nhiều bạn bè tốt, mà còn có thể gặp được một nửa lý tưởng của cuộc đời mình. Nếu Mậu Ngọ đã có cảm tình với ai đó, hãy tự tin và chủ động tìm cách gần gũi hơn với họ, thể hiện những phẩm chất tốt của mình và luôn quan tâm đến cảm xúc và suy nghĩ của đối phương. Sự tinh tế của bạn sẽ chạm đến trái tim của người ấy. Nếu có cơ hội được giới thiệu cho các đối tượng mới, bạn nên dành thời gian để gặp gỡ và trò chuyện với họ. Hãy luôn mở lòng để có thể đánh giá xem đối phương có phù hợp với mình hay không. Dù hai người không thể trở thành một cặp đôi, nhưng vẫn có thể trở thành thành bạn tốt. Đối với những người đã có gia đình, mối quan hệ giữa hai người sẽ được ổn định hơn trong 6 tháng cuối năm. Bạn cần dành nhiều thời gian hơn bên người ấy, lắng nghe và chia sẻ cùng nhau. Khi hai người luôn tin tưởng và ủng hộ lẫn nhau, không có gì có thể chia rẽ được. Sau đây sẽ là vận trình tử vi chi tiết từng tháng âm lịch trong 6 tháng cuối năm 2024 của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Tử vi tháng 7 âm lịch năm 2024 của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Tháng này, phương diện sự nghiệp của tuổi Mậu Ngọ có nhiều may mắn, cát lành, nhưng cũng không ít hiểm họa rình rập, vận trình nhiều biến động khó lường, thăng trầm bất ổn, khi lên khá cao khi lại tụt dốc khó đoán. Nhờ có nguyệt lệnh lâm đế dượng, các kế hoạch mà bản mệnh đang triển khai được hỗ trợ rất lớn, công việc nhờ vậy đạt được những bước tiến khả quan, kết quả đúng như nguyện vọng, song quá trình cũng phải trải qua không ít vấp váp và áp lực mới có thể đi đến bước cuối cùng. Tháng này tuổi Mậu Ngọ khởi sự khá vất vả, phải 5 lần 7 lượt đối mặt với khó khăn thì mới tiến tới thành công. Đúng là dạng sự khởi đầu nan, chỉ cần bạn không nản lòng, mọi việc đều chuyển hướng tốt đẹp. Tất nhiên, chẳng con đường đi tới thành công nào trải đầy hoa hồng, song nếu con giáp này dám chấp nhận thử thách để có được thứ mình muốn, thì bạn cũng sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Thái độ nhàn tản, cưỡi ngựa xem qua không thích hợp cho thời điểm này. Hiệu quả công việc tuy vẫn đảm bảo nhưng thiếu sự đột phá, không có nhiều ý tưởng sáng tạo, độc đáo để làm mới tình hình nên tinh thần làm việc của con giáp này không quá cao, thậm chí nhiều thời điểm còn cảm thấy nhàm chán, mất tập trung. Nếu vẫn tiếp tục để tình trạng đó xảy ra, bạn sẽ rất dễ đánh mất những cơ hội tốt đẹp mà các tinh mang tới. Ngoài ra, tuổi Mậu Ngọ cũng cần đề phòng tiểu nhân gì ghen ghét, đố kỵ mà tìm cách hãm hại, cản trở đường thăng tiến của bạn. Thời điểm này rất cần bản mệnh duy trì thái độ bình tĩnh, điềm đạm, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến để cân bằng vận khí, sẵn sàng đương đầu và đối mặt với mọi thứ xảy đến, từ đó mới có thể đón lành tránh dữ. Ngoài ra, dịch mã động tinh xuất hiện, mang theo dấu hiệu về sự thay đổi dịch chuyển khá nhiều trong công việc, bản mệnh tất bật chạy đôn chạy đáo xử lý các vấn đề phát sinh. Tuy nhiên, nếu việc dịch chuyển này là cần thiết và giúp ích cho công việc của bạn, thì đó cũng có thể là một cơ hội không tồi dành cho bạn. Nhìn chung, công việc của con giáp này vẫn tiến tới cái đích cuối cùng. Tháng 7 âm lịch này có các tinh hỗ trợ, nhưng với điều kiện tuổi Mậu Ngọ làm gì cũng cần chân thành, có tâm tới nơi tới chốn, đừng bỏ cuộc giữa chừng kẻo cuối cùng mọi thứ đều thành công giả tràng. Tháng 7 âm lịch này, tài vận của tuổi Mậu Ngọ có dấu hiệu giảm sút nghiêm trọng, vì trong tháng không có tài tinh cao chiếu, lại bị hung tinh kiếp tài tác động. Tài khí của bản mệnh bị ảnh hưởng nặng nề, chi nhiều hơn thu, vẫn có khoản tiền kiếm được nhưng hầu như không giữ được, có rồi lại hết, một vài giao dịch tài chính trong tháng cũng bị trì hoãn. Tháng này vận quý nhân ít mà tiểu nhân lại nhiều, đặc biệt dân gian còn quan niệm tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn, rất dễ gặp xui xẻo. Tuổi Mậu Ngọ nên thận trọng trong các hạng mục đầu tư, chớ nên nghe lời chèo kéo bùi tai mà dội dốc hết tiền trong túi cho đối phương. Tháng này cũng không thích hợp để vay mượn tiền bạc, dù là đi vay hay cho người khác vay, càng là mối quan hệ thân thiết càng phải sòng phẳng chuyện tiền nong. Nếu không, ma lực đồng tiền có thể khiến người thân trở mặt, vừa mất tiền lại mất cả tình cảm, tốt nhất bản mệnh nên thủ tài để hạn chế tình trạng phá tài. Với người làm kinh doanh, chớ đặt hy vọng buôn bán dượng phát trong tháng này, kẻo hy vọng lắm, thất vọng nhiều, có thể cách thức kinh doanh của bạn đã cũ,
nên dành thời gian nghiên cứu, phân tích thị trường để tìm ra hướng đi mới. Có như vậy, bản mệnh mới theo kịp thời đại và nâng cao sức cạnh tranh, doanh thu mới được cải thiện tháng này. Điềm báo chuyện tình cảm cũng gây không ít phiền lòng cho tuổi Mậu Ngọ. Mối quan hệ thiếu sự hài hòa, vợ chồng tranh cãi liên miên, nguyên do bắt nguồn cũng bởi cái tôi của bạn quá cao. Mỗi khi cả hai có quan điểm trái ngược, bạn luôn khăng khăng bảo vệ ý kiến của mình, không chịu nhượng bộ đối phương trong bất cứ chuyện gì. Đường tình duyên của người độc thân tháng này cũng không có chuyển biến nào rõ ràng. Có lẽ do bạn mãi mê cặm cụi với công việc, không có thời gian dành cho chuyện tình cảm, nên nhân duyên của bản mệnh vẫn dậm chân tại chỗ. Dù có người tiếp cận thì bạn cũng chẳng mới để ý, thái độ hời hợt khiến đối phương không kiên trì được quá lâu. Phương diện sức khỏe của tuổi Mậu Ngọ trong tháng 7 âm lịch này không gặp trở ngại nào quá lớn. Tuy nhiên, dịch mã động tinh xuất hiện khiến bản mệnh thường xuyên phải dịch chuyển, tinh thần chịu áp lực cuộc sống nên khó tránh tình trạng mệt mỏi, lao lực. Khi xuất hành đi xa, công tác du lịch, bạn nên chú ý an toàn tránh xa khu vực sông nước, đề phòng quả huyết quang. Bên cạnh đó, bạn cũng cần chú ý đi lại, tham gia giao thông, đề phòng tai nạn xe cộ, luyện tập nâng cao thể chất, hạn chế bệnh cũ tái phát. Tử vi tháng 8 âm lịch năm 2024 của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Tháng này tuổi Mậu Ngọ không đặt ra nhiều tham vọng cho sự nghiệp, bản mệnh có vẻ dễ dàng thỏa mãn với những gì mà mình đang có, nên bạn khó có thể đạt được sự bứt phá, thậm chí một số người còn thụt lùi so với khoảng thời gian trước đây. Nguyệt lệnh lâm bệnh tác động khiến bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, uể oải, không muốn bắt tay vào công việc. Dù có làm việc thì cũng chỉ làm với thái độ đối phó. Khi được giao những nhiệm vụ khó, thay vì tích cực làm quen và học hỏi, thì con giáp này lại lo lắng, tìm cách trốn tránh trách nhiệm. Hãy nhớ rằng thái độ làm việc đó sẽ khiến bạn mãi dậm chân tại chỗ, thậm chí là mài mòn ý chí và khả năng thực sự của bạn. Nếu không tập trung làm việc, thì dù công việc có đơn giản đến mấy, bản mệnh cũng không thể đạt được thành tích cao. Sức khỏe của bạn tháng này không tốt, thường xuyên mắc phải những căn bệnh vặt cũng khiến bạn chẳng thể tập trung làm bất cứ việc gì. Hãy cố gắng cổ vũ bản thân, hoàn thành cho tốt các nhiệm vụ được giao. Dù chưa thể phát triển nhanh trong thời gian này, thì cũng đừng gây phiền phức cho người khác. Thái âm cát tinh xuất hiện là dấu hiệu cho thấy tháng này tuổi Mậu Ngọ không chỉ gặp toàn những điều xui xẻo. Bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ của người khác. Nếu cố gắng không ngừng, chỉ cần không bỏ cuộc, quý nhân sẽ xuất hiện đúng lúc bạn bối rối nhất. Tình hình tài lộc của tuổi Mậu Ngọ chưa đạt được bước tiến lớn trong tháng 8 âm lịch này. Vì thế mà bạn cần phải chú ý hơn trong việc chi tiêu cũng như đầu tư, nếu không dễ đẩy bản thân vào cảnh cháy túi. Với người làm công ăn lương, những thành tích không lý tưởng trong sự nghiệp khiến bạn khó có thể nhận được tiền thưởng nóng. Hãy nhắc nhở bản thân làm việc tập trung nghiêm túc hơn để không mắc lỗi, bị phạt tiền. Với người làm ăn kinh doanh, đã đến lúc con giáp này cần xem lại các phương thức đầu tư làm ăn của mình. Có thể hướng đi của bạn chưa thực sự chính xác, nên dù bôn ba vất vả đi nữa cũng không kiếm được khoản tiền như người khác. Hãy bình tĩnh để nhận ra mình sai ở đâu và có cách khắc phục phù hợp. Tháng này do chịu tác động của cục diện nguyệt lệnh lâm bệnh, sức khỏe của tuổi Mậu Ngọ xuống dốc cũng sẽ khiến bạn phải tốn thêm một khoản kha khá. Con giáp này cần chú ý giữ gìn sức khỏe, nếu thấy cơ thể có dấu hiệu bất thường thì nên khám chữa ngay, để càng lâu bệnh càng trở nặng thì càng tốn tiền chữa trị. Trong việc chi tiêu hàng ngày, tốt nhất bạn chớ nên phung phí cho những việc không thực sự cần thiết, dù có tiền trong tay cũng hãy nhớ để lại một khoản tiết kiệm phòng cho sự cố bất ngờ. Về cơ bản thì phương diện tình duyên của tuổi Mậu Ngọ trong tháng 8 âm lịch này cũng khá trầm lắng. Bản mệnh vốn có cơ hội đón nhận hạnh phúc, nhưng có đạt được điều đó hay không thì còn phụ thuộc nhiều vào cách hành xử của bạn. Các tinh thái âm cho thấy, con giáp này có thể được giới thiệu cho một vài đối tượng khá phù hợp. Nếu chủ động trò chuyện với đối phương và thể hiện được các điểm mạnh của mình, thì bạn có thể gây được ấn tượng tốt đẹp cho người khác. Tuy nhiên, nếu bạn quyết định sống khép mình và dành nhiều thời gian cho những điều tiêu cực, thì dù là người nhiệt tình đến mấy cũng sẽ không thể tiếp tục duy trì quan hệ với bạn. Với người đã có gia đình, bạn chớ nên đổ những áp lực mà mình phải chịu ngoài xã hội lên đầu người ấy. Nếu có việc gì thì vợ chồng nên bình tĩnh trao đổi với nhau để có thể cùng tháo gỡ. Nếu bạn cứ giữ mọi chuyện trong lòng thì mọi chuyện sẽ chỉ ngày càng khó giải quyết hơn mà thôi. Tháng này, nguyệt lệnh lâm bệnh gây ra nhiều hệ lụy trên phương diện sức khỏe của tuổi Mậu Ngọ,
đòi hỏi khoảng thời gian này bạn phải quan tâm hơn đến chính bản thân mình. Nếu thấy sức khỏe có dấu hiệu suy nhược, kém ăn kém ngủ, thì bạn nên đi khám nếu thấy cần thiết. Nếu cứ cố chịu đựng thì sức khỏe sẽ ngày càng suy giảm, đến lúc chạy chữa sẽ vừa tốn nhiều tiền hơn, vừa tốn nhiều thời gian, công sức hơn. Bản mệnh cũng không nên để bản thân phải chịu cảnh căng thẳng về tinh thần trong khoảng thời gian quá dài. Hãy tâm sự với những người đáng tin cậy để thấy nhẹ nhõm hơn và được giúp đỡ đúng lúc. Tử vi tháng 9 âm lịch năm 2024 của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Vận khí của tuổi Mậu Ngọ tháng này đang tăng tốc khá nhanh, kéo theo phương diện công danh sự nghiệp của bản mệnh cũng đạt được nhiều kết quả đáng mừng. Tam hợp cục xuất hiện, kết hợp với các tinh chính quan, con giáp này đang dần lấy lại tinh thần và xoay chuyển tình thế một cách ngoạn mục theo hướng có lợi cho mình. Các vấn đề trong công việc được xử lý ổn thỏa. Chẳng những vậy, nguyệt lệnh lâm mộc dục còn mở ra nhiều mối nhân duyên tốt đẹp cho bạn. Đặc biệt là các mối quan hệ rất rộng mở, nên không chỉ tốt cho chuyện tình cảm mà còn rất hữu ích ở cả phương diện sự nghiệp. Theo đó, bản mệnh dễ gặp quý nhân trợ lực, đồng nghiệp yêu mến, cấp trên tin tưởng, hiệu suất làm việc nâng cao hơn hẳn. Bạn có thể sẽ chinh phục được những nấc thang quan trọng trong thời gian này. Mọi nỗ lực sẽ được đền đáp và việc bạn làm đều được ghi nhận và đánh giá xứng đáng. Nếu đang muốn thực hiện việc gì đó quan trọng, thì tuổi Mậu Ngọ có thể chọn thời điểm này để tiến hành. Những khó khăn ban đầu do ngũ quỷ tinh quấy phá có thể khiến bạn lung lay ý chí, nhưng cuối cùng vẫn thực hiện được. Tinh thần phấn chấn và hăng hái cũng khiến bản mệnh sẵn sàng mở lòng với mọi người, luôn biết lắng nghe, chịu khó tích lũy kiến thức học thêm từ những người đi trước để ngày càng hoàn thiện bản thân. Hơn thế nữa, con giáp này còn không ngần ngại giúp đỡ mọi người xung quanh khi có thể. Sự nhiệt tình khiến bạn được nhiều người yêu mến, đồng nghiệp sẵn lòng giúp đỡ lại bạn khi cần thiết. Nhìn chung, tháng 9 âm lịch này cùng với nhiều cơ hội mới mở ra cho tuổi Mậu Ngọ, đây là thời điểm tuyệt vời cho những ai đang ấp ủ những dự án mới, thì nay đã có thể bắt tay vào hành động. Cứ vững tin bắt đầu bằng những bước nhỏ, nhưng chắc chắn theo thời gian thì hứa hẹn bạn sẽ bước lên những nấc thang cao hơn, ở vị trí vững chãi hơn. Tài lộc của tuổi Mậu Ngọ trong tháng 9 âm lịch này vô cùng vượng phát, một lần nữa khẳng định rằng may mắn đang đứng về phía con giáp này. Bạn sẽ nảy ra nhiều ý tưởng kiếm tiền độc đáo, giúp tiến hành kế hoạch đã đề ra từ trước đó. Người làm công ăn lương có thể sẽ được tăng lương hay tăng thưởng bởi những thành quả mà bạn đạt được trong khoảng thời gian này. Với những người làm kinh doanh thì đây là một tháng khá bận rộn với những đơn hàng tới tấp bay về, hàng hóa lưu thông trơn tru, lợi nhuận tăng tiến nhanh chóng. Đặc biệt với sự hậu thuẫn của cục diện tam hợp, con giáp này tìm được nhiều mối làm ăn tiềm năng, cũng biết cách duy trì các mối khách hàng lâu năm để có được nguồn thu nhập ổn định cho bản thân. Bạn có thể tranh thủ dịp này để tăng các kênh quảng bá cho sản phẩm của mình nhằm thu hút thêm nhiều đối tượng khách hàng, thì việc buôn bán sẽ còn rực rỡ hơn nữa. Có điều cẩn thận khi ngũ quỷ hung tinh rình rập, tuổi Mậu Ngọ cần rà soát hợp đồng, giấy tờ văn bản pháp lý thật kỹ càng, tránh phạm sai lầm, nhẹ thì bỏ tiền túi đền bù thiệt hại, nặng sẽ dính ra tới kiện tụng pháp luật. Tháng 9 âm lịch này, nhờ nguyệt lệnh lâm mộc dục mà đời sống tình cảm của tuổi Mậu Ngọ sẽ có nhiều tín hiệu đáng mừng. Bản mệnh sẽ có khoảng thời gian thú vị và ngọt ngào bên cạnh những người thân yêu nhất của mình, nhân duyên khởi dượng phơi phới, thúc đẩy tình cảm lứa đôi ngày càng tốt đẹp. Đây chính là thời điểm lý tưởng để người độc thân mở rộng quan hệ xã giao, chủ động kết bạn hoặc bày tỏ tình cảm. Nếu đã có đối tượng trong lòng, khả năng cao bạn sẽ gặp được người trong mộng ở tình huống vô cùng bất ngờ. Nhưng đã là duyên thì chẳng thể nói trước điều gì. Đời sống tình cảm của các cặp vợ chồng hòa hợp, quan hệ giữa cha mẹ và con cái cũng được cải thiện nhiều. Tháng này, sức khỏe của tuổi Mậu Ngọ ngày càng đi vào ổn định, không gặp phải vấn đề nào đáng ngại. Cũng nhờ các kế hoạch chăm sóc bản thân, rèn luyện thể dục thể thao của bạn đang phát huy tác dụng, bản mệnh nên duy trì các thói quen sinh hoạt của mình về lâu về dài. Tuy nhiên, trong tháng có ngũ quỷ hung tinh ám tàng, tuổi Mậu Ngọ vẫn nên chú ý đi đứng cẩn thận, đề phòng tai nạn xe cộ bất ngờ. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2024 của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Tháng này, phương diện sự nghiệp của tuổi Mậu Ngọ có nhiều biến động bất lợi. Đây sẽ là giai đoạn nhiều thử thách với bạn, hãy chuẩn bị tâm lý thật vững vàng. Nguyệt lệnh lâm đất tuyệt lại có thêm hung tinh thiên hình quấy phá, dự báo trước những sóng gió mà bản mệnh phải đối mặt,
công việc nhiều trắc trở, áp lực gia tăng đến từ nhiều nguồn, gần như không lúc nào bạn được thư thả. Các kế hoạch thường đi chệch khỏi dự tính ban đầu. Nhiều hạng mục mà con giáp này đã dồn nhiều tâm huyết nhưng không diễn ra như ý muốn, khiến bạn không khỏi thất vọng. Dù bạn vẫn cố gắng kiểm soát nhưng tình hình không mấy khá khẩm. Đã vậy, các mối quan hệ tại nơi làm việc cũng gặp nhiều rắc rối, thiếu sự hài hòa, mọi người có thể bằng mặt không bằng lòng. Dấu hiệu còn cho thấy có đấu đá, cạnh tranh ngầm xảy ra trong tập thể. Bản mệnh còn được nhắc nhở nên thận trọng trước họa tiểu nhân. Có nhiều người không thể dội tin tưởng, chưa chắc họ đã tốt đẹp như những gì đã thể hiện ra bên ngoài. Tuổi Mậu Ngọ có thể sẽ phải cạnh tranh khốc liệt với chính những người bên cạnh mình. Liên quan tới lợi ích cá nhân, bạn bè có thể trở mặt thành thù lúc nào không hay. Tiểu nhân đầy rẫy, chỉ cần một bước sai lầm là sẽ dẫn đến nhiều sai sót nghiêm trọng. Lúc này, dù làm gì bạn cũng nên đặt lý trí lên hàng đầu. Không thể làm việc theo cảm xúc được, chất lượng công việc khó làm hài lòng cấp trên. Chính bản thân bạn cũng chán nản, thiếu đi sự nhiệt huyết. Nhưng tinh thần làm việc uể oải như vậy của bạn chỉ càng khiến mọi việc đâm đầu vào ngõ cụt. Chính bạn trước hết phải tự chấn chỉnh lại thái độ làm việc của mình mới mong tình hình sớm có cải thiện. Nhìn chung, công việc cả tháng của con giáp này không được suôn sẻ, nên bạn phải chú ý đến các chi tiết lớn, nhỏ, đồng thời điều chỉnh tâm lý của mình tích cực hơn trong mọi việc, có tâm lý sẵn sàng và chủ động tập trung vào công việc của bản thân. Thay vì để những việc xung quanh tác động đến bản thân, người ăn ở có phúc thì có phần, bạn bỏ ra nỗ lực một cách nghiêm túc thì trời sẽ không phụ công bạn. Bước sang tháng 10 âm lịch này, tuổi Mậu Ngọ phải đối mặt với nhiều thách thức, công việc bận rộn và tràn đầy áp lực. Chưa chắc bỏ công bỏ sức ra đã thu về được thành quả như ý, tình hình tài chính lúc này cũng không khá khẩm hơn là bao, hung giận tăng cao, lại chịu tác động từ sao xấu tiểu hao, nên tiền bạc hạn hẹp, thu nhập ảm đạm. Càng những lúc như vậy, con giáp này càng nên chú ý hơn trong việc chi tiêu. Có những lúc vốn đã kiếm được khoản không nhỏ, nhưng ngay sau đó đã có việc phải dùng đến hoặc đầu tư thiếu hiệu quả, khiến tài vận giảm sút mạnh, cuối cùng chẳng giữ được mấy đồng trong tay. Tháng này vận may không có là bao, nên bạn tránh việc đầu tư vào các dự án lớn để tránh rủi ro. Những người theo nghiệp kinh doanh, buôn bán cũng có một tháng nhiều sóng gió, tình trạng hàng hóa có phần ế ẩm, xuất hiện nguy cơ tồn kho. Nếu tiếp tục đi theo con đường bấy lâu, khách hàng cũng dần không còn mặn mà. Do đó, bạn nên chủ động tìm kiếm những phương pháp đổi mới để thu hút thêm khách hàng, mở rộng tiềm năng. Nguyệt lệnh lâm tuyệt cũng cảnh báo nguy cơ bị lừa gạt tiền bạc, bị kẻ tiểu nhân giở trò. Bản mệnh nên thận trọng trong việc nhìn người, nhất là trong khâu chọn đối tác, hợp tác làm ăn. Nếu không đủ tỉnh táo, rất có thể bạn sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi. Bên cạnh đó, tuổi Mậu Ngọ cũng phải kiềm chế chi tiêu, tránh xa trò may rủi. Những người có tâm lý kiếm tiền nhờ vào những trò cờ bạc đỏ đen, lười làm ham ăn, cố tình thực hiện các hành vi phạm pháp trái đạo đức sẽ vướng vào việc kiện tụng, tiền mất tật mang. Tháng 10 âm lịch này, nhân duyên của tuổi Mậu Ngọ không mấy lý tưởng. Nguyệt lệnh lâm tuyệt báo hiệu vận trình của bản mệnh ngày càng có xu hướng giảm sút. Các mối quan hệ tình cảm tiềm tàng không ít biến động, dù là người còn độc thân hay người đã lập gia đình, mối quan hệ của bạn sẽ không được suôn sẻ. Đôi bên thiếu sự thấu hiểu và bao dung, chỉ coi trọng cảm xúc của bản thân, nên mâu thuẫn xảy ra thường xuyên. Tình trạng khắc khẩu ngày càng nghiêm trọng, có nhiều khi chuyện vốn không có gì nhưng bản mệnh lại phức tạp quá nó lên, nhất là nữ mệnh. Con giáp này thường suy nghĩ nhiều, đa phần lại theo chiều hướng tiêu cực nên nhìn đâu cũng thấy điểm nghi vấn, ghen tuông ầm ĩ. Thay vì tự làm khổ bản thân bằng những suy diễn ấy, bạn có thể thẳng thắn trao đổi với đối phương. Một cuộc trò chuyện ngắn nhanh cũng giải quyết được vô số việc. Quan trọng là bạn có muốn điều đó hay không. Người độc thân tháng này dễ gặp phải một số mối tình kém chất lượng, trao đi nhiều nhưng nhận lại chỉ toàn lừa dối, nên cần phải thận trọng trong việc nhìn người, tránh bị lừa gạt. Tháng này phương diện sức khỏe của tuổi Mậu Ngọ không mấy lý tưởng, xuất hiện nhiều mối nguy tiềm ẩn mà bản mệnh không thể chủ quan. Những mối bận tâm trăn trở trong cuộc sống và công việc dần hình thành. Áp lực tâm lý khiến thể trạng của bạn khó được đảm bảo, cộng với việc ít vận động, lười thể dục thể thao cũng khiến sức đề kháng sụt giảm. Nếu cảm thấy không khỏe, bạn nên tới các cơ sở y tế thăm khám kịp thời, tránh tình trạng ủ bệnh. Ngoài ra, con giáp này cũng phải chú ý đến chế độ ăn uống và sắp xếp lịch trình làm việc phù hợp với cuộc sống. Chế độ ăn uống hàng ngày của bạn phải cân bằng dinh dưỡng lành mạnh, đồng thời cũng phải có lịch làm việc và nghỉ ngơi khoa học, hạn chế thức khuya.
Khi bạn biết cách chăm sóc bản thân, cũng là lúc cơ thể được nạp năng lượng đầy đủ nhất. Có như thế mới có đủ sức theo đuổi mục tiêu của mình. Tử vi tháng 11 âm lịch năm 2024 của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Sự nghiệp của tuổi Mậu Ngọ tháng này vướng phải nhiều khúc mắc, chủ yếu là do chịu tác động của cục diện tương xung. Bên cạnh việc cảnh giác với các tác động bên ngoài, bản mệnh cũng cần phải tự nhìn nhận lại bản thân, có như vậy mới hạn chế được nhiều rắc rối. Thời điểm này, bạn thường xuyên hành xử một cách nóng nảy, cực đoan, chuyện bé xé ra to, khiến mọi người xung quanh đều cảm thấy không thoải mái. Rất có thể bạn sẽ vô tình đắc tội với kẻ tiểu nhân, khiến kẻ đó tìm cơ hội bạn sơ hở để hãm hại, gây rắc rối cho bạn. Tốt nhất con giáp này cần nhắc nhở mình bình tĩnh khi đối diện với mọi vấn đề, bởi cứ làm quá mọi chuyện lên thì tất cả chỉ càng lâm vào bế tắc. Khuyên bạn hãy bình tĩnh trao đổi với mọi người, hạ cái tôi của mình xuống và quan sát vấn đề trên nhiều phương diện khác nhau. Như vậy thì việc khó đến mấy cũng có thể dần dần tháo gỡ. Nguyệt lệnh lâm thai còn khiến cho một số người trở nên lơ là. Với công việc, bạn thường tìm cách trốn tránh trách nhiệm, đùn đẩy cho người khác, khiến lãnh đạo có ấn tượng xấu. Nếu cứ tiếp tục như hiện tại, bản mệnh rất dễ trở thành người thụt lùi so với bạn bè, đồng nghiệp xung quanh. Các tinh giải thần xuất hiện sẽ giúp đỡ cho những ai biết cách cư xử, không kiêu ngạo, hống hách, luôn cố gắng làm tốt công việc của mình. Vì vậy, dù lâm vào cảnh bế tắc, con giáp này cũng chớ từ bỏ hy vọng. Hãy luôn nhắc nhở mình không ngừng cố gắng, rồi bạn sẽ nhận được thành quả xứng đáng với công sức mình đã bỏ ra. Tháng 11 âm lịch này, tuổi Mậu Ngọ phải đối diện với tình cảnh tài lộc sụt giảm, khi các nguồn thu không có dấu hiệu gia tăng. Trong khi đó, các khoản đầu tư chi tiêu lãng phí lại liên tục xuất hiện. Đặc biệt, người làm ăn kinh doanh cần nhắc nhở mình hết sức cẩn thận trong mọi quyết định vào tháng này. Có những mối đầu tư tưởng chừng béo bở nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ, bạn cần kiểm chứng mọi thông tin kỹ càng, tìm hiểu kỹ đối tác của mình trước khi góp vốn để đảm bảo an toàn trong tháng bị đại hao chiếu mệnh. Tốt nhất bản mệnh nên tập trung làm tốt các kế hoạch đang dang dở của mình, tránh vội vàng mở rộng thêm quy mô hoặc hợp tác thêm với người mới. Khi túi tiền chưa rủng rỉnh, bạn cũng cần hạn chế tiêu pha cho những mục đích không thực sự cần thiết. Trước khi mua hàng, bạn cần xem giá cẩn thận, chớ chi tiêu vượt quá mức chi trả của mình. Nếu có người rủ rê con giáp này đầu tư vào lĩnh vực mới hoặc mua bán những mặt hàng giảm giá, khuyến mãi, bạn chớ nên nhẹ dạ cả tin, bởi đó có thể là cái bẫy kẻ tiểu nhân đặt ra, khiến bạn rơi vào cảnh hao tiền tốn của. Nếu có ý định chi tiền, bạn nên tham khảo thêm ý kiến của mọi người xung quanh. Tháng này, các tinh giải thần khuyên tuổi Mậu Ngọ nên chi tiêu hài hòa, nếu có điều kiện thì nên dùng tiền để làm từ thiện giúp đỡ mọi người. Bây giờ bạn làm việc tốt thì tương lai khi gặp phải khó khăn, rất nhiều người sẽ xuất hiện để giúp đỡ bạn. Tháng này ngũ hành tương khắc cũng khiến cho mối quan hệ vợ chồng của tuổi Mậu Ngọ dễ lâm vào bế tắc. Hai người thường xuyên cãi giả, giận hờn nhau mà nguyên nhân có thể rất du dơ. Khi cảm thấy không hài lòng với người ấy chuyện gì, bạn cần trao đổi thẳng thắn chứ không phải giữ trong lòng, đợi đến khi có điều kiện thì nói bóng nói gió. Cách hành xử này không chỉ khiến người ấy cảm thấy khó chịu, thậm chí tổn thương, mà ngay cả bạn cũng sẽ không thể cảm thấy thoải mái được. Người độc thân tháng này rất có thể sẽ lâm vào những mối quan hệ rắc rối, phức tạp, bởi bản tính trăng hoa, đa tình, bạn không nên giữ quan hệ với quá nhiều người cùng một lúc. Thái độ thiếu chân thành sẽ khiến bạn quen biết với nhiều đối tượng vui chơi qua đường, cuối cùng rước lấy nhiều chuyện phiền nhiễu, điều tiếng không hay về mình. Một khi đã quyết định đến với ai, con giáp này nên thành thật với người ấy và giữ khoảng cách với những người khác. Nếu cứ đứng núi này trông núi nọ, dây dưa với nhiều người, thì cuối cùng bạn sẽ chẳng thể tìm được một ai đáng tin cậy đâu. Tháng 11 âm lịch này, để giữ một sức khỏe ổn định, tuổi Mậu Ngọ cần nhắc nhở bản thân giữ những suy nghĩ tích cực, lạc quan, xả stress kịp thời. Nếu cảm thấy vướng mắc, bạn nên tâm sự với mọi người để tìm cách tháo gỡ chứ không nên giữ mọi chuyện trong lòng. Ngoài ra, bản mệnh cũng cần làm việc và nghỉ ngơi khoa học, chớ bắt cơ thể làm việc quá sức. Đặc biệt, các hoạt động vui chơi, tụ tập cần được tiết chế. Quá ham vui, sinh hoạt thiếu điều độ sẽ khiến bạn lúc nào cũng cảm thấy lờ đờ, mệt mỏi, uể oải, không thể tập trung cho các công việc chính của mình. Tử vi tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Trong tháng cuối cùng của năm 2024 này,
sự nghiệp của tuổi Mậu Ngọ có hung có cát, song kết quả cuối cùng tiến triển theo chiều hướng tốt hay xấu chủ yếu phụ thuộc vào cách hành xử của bản mệnh. Cục diện tương hại cho thấy bạn thường thiếu kiên nhẫn khi giải quyết các công việc khó khăn, phức tạp hay khi lắng nghe người khác. Chính vì vậy, bạn thường bỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt gây ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Con giáp này cũng khó thay đổi góc độ nhìn nhận vấn đề để đưa ra những cách giải quyết hợp lý hơn khi mọi việc lâm vào bế tắc. Bạn cũng chớ nên nổi nóng tìm cách đổ lỗi cho người này người khác, gây ảnh hưởng đến các mối quan hệ. Lúc này, bạn cần bình tĩnh để suy nghĩ, cân nhắc tìm ra vấn đề của bản thân trước và dũng cảm nhận lỗi. Như vậy mới khắc phục được khó khăn, có hướng đi mới cho mọi việc. Hãy yên tâm vì sự nghiệp của bản mệnh không chỉ toàn những khó khăn. Nhiều các tinh như trường sinh, tử vi, giải thần là dấu hiệu cho thấy bạn hoàn toàn có cơ hội lội ngược dòng. Tuổi Mậu Ngọ hãy luôn giữ tinh thần quyết tâm, cố gắng trong công việc, đừng nóng giận bỏ cuộc giữa chừng. Như vậy bạn sẽ gây ấn tượng với cấp trên, tạo thiện cảm được với đồng nghiệp, mọi người xung quanh sẵn sàng giúp sức để bạn vượt qua khó khăn. Hơn nữa, con giáp này vốn là người thông minh, có tài, vì vậy cần tìm thời điểm thích hợp để khẳng định bản thân. Như vậy, bạn sẽ nhanh chóng chạm tay vào cơ hội thăng tiến hơn. Tháng 12 âm lịch này, vận trình tài lộc của tuổi Mậu Ngọ nhìn chung không có tăng trưởng quá rõ rệt. Bạn cần xem lại định hướng làm ăn của mình cũng như cách ứng xử với mọi người xung quanh, có thể sẽ tìm ra vấn đề để khơi thông tài lộc. Dưới sự ảnh hưởng của cục diện tương hại, bản mệnh nên quyết tâm hơn khi thực hiện các kế hoạch. Dù vướng phải khó khăn hay trục trặc cũng đừng nghĩ đến việc bỏ dở giữa chừng. Hãy coi khó khăn là cơ hội để bạn khẳng định vị thế, gây ấn tượng với khách hàng, đối tác hoặc cấp trên của mình. Các tinh tử vi và giải thần khuyên bạn hãy kiên nhẫn hơn trong việc lắng nghe và trao đổi với mọi người xung quanh. Như vậy thì con giáp này có thể dễ tạo thiện cảm cho người khác. Nhờ có sự giúp đỡ của mọi người, mọi việc cũng sẽ tiến triển suôn sẻ hơn, dù gặp khó khăn cũng sẽ được giúp đỡ. Người làm kinh tế có thể nhân thời điểm này để giao lưu với khách hàng, đối tác nhiều hơn nhằm mở rộng mối quan hệ. Tất nhiên bạn không cần quá nóng lòng với các kế hoạch đầu tư, buôn bán. Hãy dành thời gian để tìm hiểu rõ hơn về đối phương, tránh những bất đồng tranh chấp không đáng có nếu hợp tác sau này. Trái với phương diện sự nghiệp và tài lộc khá ảm đạm, thì phương diện tình duyên của tuổi Mậu Ngọ trong tháng 12 âm lịch này lại khá rực rỡ. Nhờ có sự ảnh hưởng của ngũ hành tương sinh, bạn có nhiều cơ hội để tận hưởng hạnh phúc. Người độc thân nổi bật giữa đám đông bởi tính cách mạnh mẽ và tự tin của mình, bạn không ngại tham gia vào các hội nhóm, sẵn sàng bày tỏ suy nghĩ của bản thân và con người thật của mình. Vì vậy sẽ khiến cho không ít người ấn tượng. Nếu có thiện cảm với một ai đó, bản mệnh đừng ngại là người chủ động tiếp cận và giữ liên hệ với đối phương. Chỉ cần bạn nghiêm túc và chân thành thì hoàn toàn có cơ hội bước vào một mối quan hệ mới và tìm được nửa kia phù hợp với mình. Người đã lập gia đình luôn cảm thấy hạnh phúc khi nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của người thân trong mọi quyết định. Bạn thường xuyên trò chuyện với mọi người, nên quan hệ giữa các thành viên ngày càng gần gũi. Mọi người luôn có mặt đầy đủ trong những giờ phút quan trọng của nhau. Tháng này, tình hình sức khỏe của tuổi Mậu Ngọ cũng khá ổn định. Công việc căng thẳng, bạn cần tìm cách giảm stress kịp thời. Như vậy thì sẽ không có gì cần phải lo lắng. Hãy sắp xếp thời gian biểu khoa học để làm việc vừa đạt chất lượng cao, vừa đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Khi cơ thể khỏe mạnh, tinh thần tỉnh táo thì bản mệnh làm việc gì cũng sẽ hiệu quả hơn, hạn chế được nhiều sai sót. Quý vị thân mến, chương trình đến đây là hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.